5 lý do nên trồng cây lan trong nhà để bảo vệ sức khỏe của bạn. Mời quý anh chị cùng Hoa Lan Duy Phong tìm hiểu về các lợi ích bất ngờ của hoa lan đối với sức khỏe của bạn. Cải thiện chất lượng không khí. Đặt cây lan xanh quanh nhà bạn có thể giúp khuyến khích làm sạch không khí, dễ thở, thậm chí còn là cách để dễ ngủ hơn. Bạn có thể xem xét đặt một chậu bông lan trên tủ quần áo hoặc bàn cạnh giường ngủ trong phòng ngủ của bạn. Giảm căng thẳng. Trang trí nhà bằng hoa lan có thể giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng. Ngoài việc cải thiện tâm trạng, chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác. Giảm bệnh theo mùa. Cây giúp làm tăng độ ẩm trong môi trường, có thể giúp bạn tránh các bệnh theo mùa như viêm họng, ho và khô da. Một số nghiên cứu cho thấy mức độ ẩm cao có thể làm giảm khả năng lây lan của cúm. Do đó, thậm chí hoa lan có khả năng giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn khỏi dịch cúm. Tăng khả năng chữa bệnh. Nó không phải ngẫu nhiên mà là một món quà phổ biến để mang đến cho những bệnh nhân trong bệnh viện. Sự hiện diện của thực vật có thể làm giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng không khí và độ ẩm trong phòng bệnh. Thực vật có thể cải thiện thời gian chữa bệnh sau phẫu thuật hoặc bệnh tật. Thêm vào đó, chúng còn làm sáng lên một căn phòng bệnh viện buồn tẻ với những bông lan hồ điệp đầy màu sắc, chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cảm thấy tốt hơn. Cải thiện sự tập trung. Một nghiên cứu cho thấy xung quanh các nhà máy giúp cải thiện sự tập trung, năng suất và thậm chí có thể tăng khả năng duy trì trí nhớ của bạn lên tới 20%. Cải thiện sự tập trung và năng suất có thể dẫn đến chất lượng cuộc sống được cải thiện tổng thể. Ngoài các lợi ích trên, quý anh chị còn biết những lợi ích gì từ hoa lan? Hãy để lại phản hồi cho mọi người tham khảo nhé!